tên thật là Trần Thị Ý Nhi. Hiện tại em đang công tác tại Bệnh viện Đa Khoa thành phố Cần Thơ và đang làm tại khoa hồi sức cấp cứu. Bạn này bên khoa hồi sức cấp cứu là má em dặn là con gái luôn thật thà má. Vậy hả? Đúng rồi, bình thường. Đến với chương trình Nhảy Đi Ngại Chi, mình muốn tự tin thể hiện bản thân của mình, muốn cho mọi người biết mình là bác sĩ dù bận rộn nhưng mà cái đam mê nhảy của mình vẫn không thể nào mà trùng bước được. Bạn có muốn được tự do tài chính? Với thị trường chứng khoán, một kênh đầu tư hấp dẫn, bắt đầu đầu tư ngay hôm nay chỉ với 500.000 đồng. Với 3 phút đăng ký để có ngay tài khoản giao dịch tại KIS Việt Nam. KIS Việt Nam có công ty mẹ là tập đoàn tài chính hàng đầu Hàn Quốc. Phí giao dịch lãi suất hấp dẫn, đội ngũ tư vấn tận tình. Chứng khoán KIS True Friend cùng bạn đầu tư thành công.